Thưa quý vị, vào lúc 15 giờ chiều nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định, ông Trần Sĩ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước được chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đến dự có ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Thường trực Ban Bí thư. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Khiêu Hương để có thông tin chi tiết đến quý vị. Vâng, xin mời chị Khiêu Hương ạ. Xin chào quý khán giả và xin chào MC Hoàng Phương. Mở đầu hội nghị thì ông Hoàng Đăng Quang, Phó Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị. Và quyết định này thì đã nêu rõ ông Trần Sĩ Thanh sẽ thôi giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Tổng Kiểm toán Nhà nước, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội vào nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị thì Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã nhận định đồng chí Trần Sĩ Thanh thì đã kinh qua nhiều nhiệm vụ quan trọng và với những kinh nghiệm cũng như là nhiều năm sống ở thành phố Hà Nội, Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí sẽ phát huy năng lực, sở trường cũng như kinh nghiệm đã có để luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng và nhân dân về vị trí là Chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Và tại hội nghị thì tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, với sự phân công của Bộ Chính trị, đây là trọng trách và vinh dự. Ông sẽ luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao cùng với Thành ủy cũng như Ủy ban Nhân dân và cùng với nhân dân xây dựng thủ đô ngày càng vững mạnh. Và trước đó thì vào chiều ngày 6 tháng 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trùng Anh. Và sau đó thì ngày 7 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Trùng Anh. Ông Trùng Anh tiếp đó đã bị khởi tố và bắt tạm giam do liên quan đến những vi phạm của vụ Việt Á. Sau khi ông Trùng Anh bị bãi nhiệm, đến nay thì chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vẫn đang bị khuyết. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Hà Nội, được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phân công phụ trách điều động hoạt động Ủy ban Nhân dân thành phố thay thế cho ông Trùng Anh. Và như trên màn hình thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy những phát biểu của tân Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sĩ Thanh. Ông Thanh cũng cho rằng là với những nhiệm vụ mà Bộ Chính trị giao cho ông thì đây không chỉ là vinh dự mà đây là một trong những nhiệm vụ vinh dự và nặng nề. Và cũng tại hội nghị thì Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng kỳ vọng với sự phân công của đồng chí, Bộ Chính trị thì đồng chí Trần Sĩ Thanh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thưa quý vị và các bạn, theo như quy trình cán bộ thì để kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì sẽ thông qua Hội đồng Nhân dân thành phố. Như vậy thì sẽ có hai thời điểm để thực hiện việc này, đó là Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức một hội nghị bất thường hoặc sẽ đợi đến kỳ họp của Hội đồng Nhân dân và được tổ chức định kỳ vào tháng 12 tới. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Khiếu Hương với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, ông Trần Sĩ Thanh sinh năm 1971, quê quán xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế. Ông Trần Sĩ Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng dự quyết khóa 11, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13. Từ tháng 4 năm 2021 tới nay là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa 14, đại biểu Quốc hội các khóa 14, 15. Trong quá trình công tác, ông Trần Sĩ Thanh từng giữ nhiều chức vụ công việc như Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.